Rupinang tamma nang vipayutta paichaye na paichayo ati paichayo ti chattaro khantha arubino anyamanyang ati paichaye na paichayo chattaro maha phuta anyamanyang ati paichaye na paichayo apkantikhane na marupang anyamanyang ati paichaye na paichayo chitta cheta sika tamma chitta samuthana nang rupanang ati paichaye na paichayo Maha Phuta Upada Rupa Nang Atipachaye Napachayo Chakha Yata Nang Chakku Vinya Natha Tuya Tang Sambayuttaka Nang Chathamma Nang Atipachaye Napachayo Sota Yata Nang Sota Vinya Natha Tuya Tang Sambayuttaka Nang Chathamma Nang Atipachaye Napachayo Khana Yata Nang Khana Vinya Natha Tuya Tang Sambayuttaka Nang Chathamma Nang Atibachaye na pachayo chiwiha yatanang chiwaha winya na thatuya tang sambayuttaka nang chathamma nang atibachaye na pachayo kaya yatanang kaya winya na thatuya tang sambayuttaka nang chathamma nang atibachaye na pachayo rupa yatanang chakhu winya na thatuya tang sambayuttaka nang chathamma nang atibachaye na pachayo sadda yatanang sota winya na thatuya tang sambayuttaka nang chathamma nang atipachaye na paichayo gandha yatanang khana vinyana thatuya tang sambayuttaka nang chathamma nang atipachaye na paichayo rasa yatanang chiwiha vinyana thatuya tang sambayuttaka nang chathamma nang atipachaye na paichayo phottappa yatanang thatuya tang sambayuttaka chathamma nang atipachaye na paichayo rupa yatanang satta yatanang gandha yatanang rasa yatanang phottappa yatanang manothatuya tang sambayuttaka nang chathamma nang atipachaye na paichayo yang rupang nissaya manothatu cha mano vinyana thatu cha vattanti tang rupang mano thatuya cha mano vinyana thatuya tang sambayuttaka anang cha thamma nang atipachaye na paichayo natipachayo ti samanantara niruddha citta ceta sika thamma patappanna nang citta ceta sika nang thamma nang natipachaye na paichayo vigata paichayo ti samanantara vira vigata citta ceta sika thamma patuppanna nang citta ceta sika nang thamma nang vigata paichaye na paichayo avigata paichayo ti chattaro khantha arubino anyamanyang avigata paichaye na paichayo chattaro maha phuta anyamanyang avigata paichaye na paichayo apkantikhane na marupang anyamanyang avigata paichaye na paichayo citta ceta sika thamma nang thamma citta samuthana nang arupa nang avigata paichaye na paichayo maha phuta upada rupa nang avigata paichaye na paichayo chakha yata nang chakhu vinya na thatuya tang sambayuttaka nang chathamma nang avigata paichaye na paichayo Sota yatanang sota vinya na thatuya tang sambayuttaka nang chathamma nang avigata paichaye na paichayo khana yatanang khana vinya na thatuya tang sambayuttaka nang chathamma nang avigata paichaye na paichayo chiwiha yatanang chiwaha vinya na thatuya tang sambayuttaka nang chathamma nang avigata paichaye na paichayo kaya yatanang kaya vinya na thatuya tang sambayuttaka nang chathamma nang avigata paichaye na paichayo rupa yatanang chakku vinya na thatuya tang sambayuttaka nang chathamma nang avigata paichaye na paichayo sadda yatanang sota vinya na thatuya tang sambayuttaka nang chathamma nang avigata paichaye na paichayo gandha yatanang khana vinya na thatuya tang sambayuttaka nang chathamma nang avigata paichaye na paichayo rasa yatanang chiwiha vinya na thatuya tang sambayuttaka nang chathamma nang avigata paichaye na paichayo phottappa yatanang kaya vinya na thatuya tang sambayuttaka nang chathamma nang avigata paichaye na paichayo rupa yatanang sadda yatanang gandha yatanang rasa yatanang phottappa yatanang mano thatuya tang sambayuttaka nang chathamma nang avigata paichaye na paichayo yang rupang
Nisaya mano tha tu cha mano vinya na tha tu cha vatan ti rang rupang mano tha tu ya mano vinya na tha tu ya tang sam vayutaka nang cha thamma nang avi katta pacha ye na pacha yong. Sape purati ma yadisa yasata avera sukhi hontu sape purati ma yanudisa yasata avera sukhi hontu sape dakina yadisa yasata avera sukhi hontu sape dakina yanudisa yasata Awera sukhi hontu sabbe pajjima yadisa yasatta Awera sukhi hontu sabbe pajjima yanudisa yasatta Awera sukhi hontu sabbe uttara yadisa yasatta Awera sukhi hontu sabbe uttara yanudisa yasatta Awera sukhi hontu sabbe uparima yadisa yasatta Awera sukhi hontu sabbe hetima yadisa yasatta Awera sukhi hontu sabbe satta Awera hontu sukhita hontu nidukkha hontu apya paccha hontu anikha hontu nikhayana hontu arukha sappatihi sammicchantu sukhi attanang pariharantu dukkhapata chani dukkha payapata chani paya sukhapata chani sukha honti bani kumsa Yang kenci kusala kamang kata pangkiri yang mamakai Ati ye chasata asanyino katang punya falang mai hang sape fa ki fa wan tu te ye tang katang suwiditang dinang punya falang maya ye chatatana cha nanti dewa gantua niwe dayung sape lokam hi ye sata chi wan ta rahe tuka manunyang Phô cha năng sáp bê la phan tu ma ma chê ta sa ti A ka sa ta cha phâm ma tha đê wa na ga ma hết ti ka bu nhan lô Chi răng rạc khan tu sa sa năng A ka sa ta cha phâm ma tha đê wa na ga Anumodan tu cirang rakan tu ratake akasatha Kapam diwanaga mahitika punyang Anumodan anumodan tu cirang rakan tu ratake Kapam mata diwanaga mahitika punyang no anumodan tu cirang rakan tu panino akasatha Kapam mata Dewa naga mahitika bunyang no anumo dan tu cirang rakan tu no sadang. Idang watami bunyang asaw. Potayisa mimuto hang. Mô cha ye pare no hang ta ra ye sa mi sang sa ro kham ham pha ya Dạ, xin kính cung kính thượng tọa pháp duyên bắt đầu thời thuyết giảng chiều nay. Con kính đảnh lễ sư Trí Thịnh ạ. Dạ, xin kính chào cô chị. Con kính đảnh lễ sư. À, chúng ta bắt đầu học. Dạ, con kính đảnh lễ sư. Sư ạ. Các vị nha. Học cái phần duyên này các vị thấy cũng
cũng dễ. Thật ra thì mỗi phần cái diệu pháp á là xiển dương một cái khía cạnh, giống như khi mà chúng ta học về lộ trình tâm á, thì chúng ta biết về cái tiến trình sinh diễn của tâm pháp. Tương tự như vậy, chúng ta học về lộ sắc á, thì hiểu rõ hơn về cái tiến trình sinh diễn của sắc pháp. Rồi học về duyên hệ đó, là hiểu rằng là mọi pháp khi mà sanh lên như vậy đó, thì nó đều có cái nhân của nó. Và ở trong cái duyên sinh đó, là khi học cái duyên sinh đó, thì chúng ta thấy ra rằng cái được gọi là các cái pháp hữu vi hay là các cái pháp hành đó, tức là các cái pháp đó sanh ra đó, nó đều có cái nhân của nó. Và một người tu là một người hiểu về cái nhân đó, và để tránh cái quả kia đó thì mình phải tránh cái nhân này. Ai sống cũng muốn tìm cái hạnh phúc hết, nhưng mà do vì cái nhân đưa đến cái hạnh phúc của chúng ta làm nó không có đúng. Ai cũng sợ khổ hết, nhưng mà cái nhân mà mình tránh khổ thì mình làm không có đúng. Và chính vì cái điều đó đó mà người ta vẫn cứ phải khổ, mặc dù ai cũng hầu vui. Thì bằng cái bài giác của Đức Phật ngày chỉ ra cho những cái nhân nào dẫn đến khổ và nhân nào dẫn đến thoát khổ, thì tụi chúng thì tất cả cái lời dạy của Đức Phật đó là điều chỉ bày để chúng sinh cái con đường tu tập đó. Nhưng mà tùy theo cái mỗi cái phương diện mà Đức Phật có cách diễn đạt khác nhau. Và do vì cái phiền não của chúng sinh đó, nó là một cái vấn đề rất lớn, không phải rằng chúng ta chỉ hiểu qua loa thì có thể chúng ta có thể thực tập được. Đơn giản giống như là một cái khi mà mình đang nói về cái bệnh tật thôi, chúng ta thấy rằng là cái cả một cái nền y học Đông Tây để tìm hiểu cái cách chữa trị, đó là nói về cái phương diện cái thân sinh lý của mình nó còn đã là phức tạp như vậy rồi, rồi còn cái tâm lý của chúng ta nó còn phức tạp hơn điều đó rất là nhiều. Thì trở lại cái bài học ngày hôm nay, thật ra bài này là cái bài để cái bài chúng ta đang học về cái cảnh tưởng duyên á, là cái cảnh tưởng duyên là cái phần để nêu bật những cái điều cần nhấn mạnh ở trong cái cảnh duyên. Bởi vì chúng ta đã học cái cảnh duyên rồi thì chúng ta biết rằng là cái cảnh tưởng duyên này đó là được lấy trong một phần của cái cảnh duyên. Và chính cái điều đó đó mà ở trong chánh tạng á, thì cái phần này, cả hai phần này được kể chung. Chúng ta học qua, chúng ta đã học về cái bài Matika 24 duyên hệ đó, thì đầu tiên là Hetu Paccayo, rồi kế đến là Aramana Paccayo. Thì cái phần cảnh tưởng duyên này á, vẫn là Aramana Paccayo, nhưng mà sở dĩ mà ở trong chú giải đó muốn nhấn mạnh cái chỗ này á, là chúng ta biết rằng là cái cảnh duyên á, tức là cái năng duyên hay là cái đối tượng nhận thức và cái cảnh nhận thức đó, thì cái cảnh duyên á, tức là cái điều kiện mà làm cho cái tâm khởi sanh,
bằng cách đó là làm đối tượng hay làm cảnh. Thì ở trong cái đối tượng hay là cái cảnh cho tâm đó, nó có những cái đối tượng mãnh liệt, nó có những cái cảnh mà nó tác động cho cái tâm lý của mình rất là lớn. Và trở lại ở trong cái độ trình tâm á, thì chúng ta biết rằng khi mà tâm mà nhận biết một cảnh nào đó đó, thì nó không chỉ là nó dừng lại ở một cái lộ tâm đó, mà cái lộ tâm đó nó sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần. Ví dụ giống như là một người thấy cái cảnh sắc bằng cái lộ ngũ môn, thì sau đó tiếp nối hàng loạt cái lộ ý môn trạng lại cái cảnh mà cái lộ ngũ nãy đã bắt cảnh. Ví dụ giống như là chúng ta nhìn thấy một cái cảnh sắc đó rồi nữa, thì sau đó nó, thì cái dòng tâm thức của chúng ta đó, nó tiếp tục nó trạng lại cái cảnh mà mình đã thấy. Và nếu đó là một cái cảnh mạnh mẽ, mà ở trong đây chúng ta gọi là cái cảnh trưởng duyên đó, thì nó sẽ làm cái điều kiện trạng lại cái dòng tâm thức đó rất là nhiều lần, thậm chí nó là đôi khi cả một cái đời sống. Và hầu như ai cũng bị ảnh hưởng ở những cái cảnh bên ngoài hết. Và do đó là đối với một người tu thiền á, là người đó cần cái kiểm soát cái tâm lý của mình. Và nhất là vì đó biết rằng là cái cảnh nào đó mà đối với mình á, nó tạo ra một cái ấn tượng tốt, và cái cảnh nào á, tạo cái ấn tượng rất là xấu. Và vì đó theo đó mà biết giữ gìn, cần phải tránh né hay là cần phải tu tập vân vân. Thì hôm trước chúng ta học về cái cảnh trưởng duyên đó, thì chúng ta thấy rằng là cái chi pháp á làm cảnh trưởng cho tâm á, thì gồm có niết bàn, 18 sắc rõ, 116 tâm, trừ 2 tâm sân, 2 tâm si và thân thức thọ tổ, cùng với 37 sở hữu hợp, rồi tạo cho 40 tâm siêu thế, tâm cộng 36 sở hữu hợp, 8 tâm tham, 8 tâm đại thiện, 8 tâm đại tố hợp ký, cùng 45 sở hữu hợp. Thì đó là cái chi pháp mà chúng ta học về cái cảnh tưởng duyên. Thì cũng giống như là cái cách tính chi pháp của các cái duyên trước chúng ta đã học, thì chúng ta lấy cái chi pháp tổng quát và tùy theo mỗi cái trường hợp của đầu đề tam mà chúng ta sẽ chọn lấy ra. Ví dụ giống như là hãy nói đến thiện thì chúng ta lấy chi pháp của năng duyên thiện trong cái chi pháp tổng quát. Rồi sở duyên đó, thì chúng ta cũng chọn ra cái sở duyên thiện trong cái chi pháp tổng quát. Thì hôm trước chúng ta đã học về cái pháp thiện trợ cho pháp thiện bằng cảnh trưởng duyên. Thì ngày hôm nay chúng ta học tiếp theo đó là pháp thiện trợ cho pháp bất thiện bằng cảnh trưởng duyên. Ở đây do vì cái phần này chỉ là cái phần mở rộng của cảnh duyên thôi, cho nên cái phần chi pháp đó thì chúng ta hoàn toàn dễ tính. Nhưng mà ở đây là nó cái ở đây chúng ta lưu ý về cái phương diện tâm lý. Mà thông thường đó thì là mình ít có lưu tâm, hoặc là mình nghĩ rằng là không có. Đó là khi mà chúng ta nói đến cái pháp thiện thì luôn luôn nghĩ rằng đó là những cái pháp tốt. Nhưng mà ở phần trong cái duyên hệ này đó, thì chúng ta học trong cái phần cảnh duyên hay các cái duyên khác đó, thì chúng ta thấy rằng là cái pháp thiện đó, nó hoàn toàn nó có thể làm cái điều kiện cho cái tâm bất thiện. Và ở trong cái cảnh tưởng duyên này á, chẳng những á, là nó làm cái điều kiện khởi sanh cái tâm bất thiện, mà nó còn khởi sanh mạnh mẽ được.
bởi vì ở đây nó là cảnh tưởng, tức là nó làm cái đối tượng mạnh mẽ. Như vậy thì vị hành giả tu tập á, thì ngay cả cái những cái thiện pháp nào mà mình đã thành tựu, thì vị hành giả đó vẫn phải cảnh giác với cái thiện pháp đó, nếu cái thiện pháp đó làm cái điều kiện cho cái phiền não của mình. Ở trong cái bài kinh, ở bài kinh ví dụ lỗi cây á, Đức Phật này có chỉ ra những cái cạm bẫy này, tức là đối với một người tu tập á, đôi khi vì đó thành tựu được giới hay thành tựu được thiền định, thành tựu được cái tri kiến, thì chúng ta thấy là giới, thiền định và tri kiến á, đều là những thiện pháp hết. Nhưng mà cái giới, thiền định và tri kiến, nếu người đó không có khéo thì cái giới, thiền định và tri kiến là cái điều kiện để vị này khởi sanh cái phiền não, nhất là cái phiền ngã mạn. Chẳng hạn giống như là một người mà giữ giới trong sạch thì người đó cũng có thể khởi lên phiền não do cái sự giữ giới trong sạch của mình, cho bởi vì mình nghĩ rằng là cái đời sống tu tập của mình, cái đạo đức của mình nó cao hơn người khác. Tương tự như vậy, một người mà thành tựu tri kiến, tức là mình hiểu được Phật pháp đó, thì vẫn có hoàn toàn có thể nghĩ rằng là cái hiểu biết của mình về cái pháp tu tập đó, nó hơn người khác, và từ đó mình khởi sanh cái lòng ngã mạn. Thì như vậy đó, thì cái học cái phần duyên này đó, thì chúng ta được học ra những cái khía cạnh khác, rất khác nhau về cái tâm lý. Và cái bất thiện á, nó hoàn toàn nó có thể khởi sanh từ cái tâm thiện, và đã chẳng vậy đó mà nó còn khởi sanh một cách mãnh liệt, mạnh mẽ, tức là nó lấy cái pháp thiện làm cái cảnh trưởng. Ở đây chúng ta biết rằng là mỗi chúng sinh như vậy đó, nó có một cái khuynh hướng phiền não. Ví dụ giống như là có những người đó là họ nặng về cái lòng tham, mà ở trong cái lòng tham đó thì chẳng hạn giống như là họ thích được cái họ thích được cái danh tiếng, thì cái mục đích của đời sống của họ đó thì làm sao đó là họ được nổi danh. Một người mà thích giàu có đó, thì cái mục tiêu của đời sống làm sao mà có nhiều cái tiền bạc. Rồi cao hơn nữa đó là một người thích về thiện pháp đó, thì người đó làm sao để mình có nhiều cái thiện pháp. Như vậy đó là mọi cái khuynh hướng khác nhau về cái tâm lý của chúng sinh, và nó tùy theo cái nhận thức, và cũng tùy theo cái khả năng hiểu biết mà nó cho chúng ta có cái đánh giá, có cái nhận thức khác nhau. Các vị biết rằng ở trong kinh nói rằng cái vị ác ma mà chúng ta thường đọc trong kinh điển là Hy Phá Đức Phật ấy, vị ác ma thiên tử này. Vị này có khả năng biết rằng là những chúng sinh nào mà được sống mà khổ hay vui đó là do những cái công đức của họ. Và vị này còn có khả năng cao hơn nữa, vị này biết rằng là có những cái chúng sinh đó, mà có khả năng là vượt thoát khỏi cái quyền lực của họ, do vì họ thoát khỏi cái quyền lực của ác ma, mà do nhờ họ không bị dính mắc cái phiền não. Do vậy đó mà đối với ác ma đó là những người mà nhiều cái phiền não vân vân đó, thì ác ma không có sợ những người đó, mà ác ma rất là lo lắng những người nào mà những vị, nhất là những vị đệ tử của Đức Phật, và những vị đã thoát khỏi phiền não hoặc là đang trên cái con đường tu tập. Bởi vì đối với ác ma đó, ác ma đánh giá cái việc đó là một cái việc rất là quan trọng.
Do vậy đó, mặc dù ác ma đó đang sống với một cái khuynh hướng là làm ác, nhưng mà cái làm ác của ác ma đó là ông biết rằng là cái gì mà nó thực sự đó là nó có giá trị lớn ở trong cái vòng sinh tử luân hồi. Thì trước hết đó, đó là những cái thiện pháp, và cao hơn nữa là những cái thiện pháp nào mà giúp chúng sinh thoát khỏi cái vòng sinh tử luân hồi này. Do vậy mà đối với ác ma là cái việc mà cái một người làm thiện, cái người làm thiện nó mới nguy hiểm hơn là một người làm ác, là bởi vì người làm thiện nó mới có cái khả năng là mới có cái khả năng là vượt thoát khỏi cái quyền lực của ác ma. Thì ở trong cái phần thứ hai mà chúng ta học kế tiếp đây, đó là chúng ta học đến cái pháp thiện trợ cho cái pháp thiện bằng cảnh hữu duyên. Thì ở đây chúng ta cũng phải hiểu như vậy, đó là có một số chúng sinh đó, là họ không có tự hào về những cái tài sản hay những cái địa vị danh vọng, mà đối với họ đó là họ rất là tự hào với cái thiện pháp họ có được, bởi vì họ mới biết rằng cái đó nó quý hơn những cái kia. Và chính cái điều đó nó mới làm cái điều kiện để cho cái tâm bất thiện khởi sanh. Như vậy chúng ta cái phần thứ hai này là chúng ta có là cái pháp thiện trợ cho bất thiện. Bằng cảnh trưởng duyên. Tôi ghi tắt cái chân rồi các vị. Bởi vì những cái này thì trong sách thì nó cũng có rồi. Trước hết nó về cái năng duyên á. Thầy của sư không có thấy gì. Không thấy gì. Dạ, các vị thấy chưa? Thấy rồi. Dạ. Chúng ta ghi xong rồi thì chúng ta tìm hiểu các cái chi pháp này. Trước hết đó là năng duyên là 17 tâm thiện hiệp thế. Thì 7 tâm thiện hiệp thế thì các vị nhớ rồi. Cộng 38 sẽ hỗ hợp. Đó là cái phần thiện. Rồi trợ cho bất thiện bằng cảnh trưởng duyên, sở duyên. Là 8 tâm tham. Cộng với 22 sở hữu hợp. Thì đây là cái phần mà nó mở rộng cho cái phần mà nhấn mạnh cho cái phần mà cảnh duyên thôi. Nhưng mà ở đây cái chi pháp đó, thì chúng ta thấy rằng là khi mà nói đến cái cảnh tử duyên á, thì cái năng duyên này á, thì gồm có 17 tâm thiện hiệp thế, 38 sở hữu hợp. Và sở duyên là 8 tâm tham. Sở dĩ mà không có kể 2 tâm sân và 2 tâm si đó là bởi vì cái trong 12 bất thiện chỉ có 8 tâm tham, đó là kháng thích với cảnh, ưa thích đối với cảnh. Còn tâm sân thì đương nhiên không được kể. Rồi còn cái tâm si đó là cái tâm mà nó làm cho chúng sinh mê mờ, như là cái tâm si phóng dật đó, nó làm cho tâm tán động. Rồi còn cái tâm si hoài nghi đó thì nó là phân vân ngờ vực, tức là nó cũng không có kháng thích với cảnh. Do vậy chỉ có cái 8 tâm tham. Ở đây khi mà chúng ta học đó, thì chúng ta thấy rằng là khi mà nói đến thiện trợ cho bất thiện bằng cảnh trưởng duyên, thì tại sao chỉ có lấy 17 cái tâm thiện hiệp thế thôi? Đây là một cái điều đặc biệt, tức là một người á, khi mà nghĩ về những cái việc thiện của mình, thì những cái thiện hiệp thế đó, như là những người đó đã từng bố thí trì giới hay làm các cái công đức nào đó,
rồi thậm chí là chứng thiền, các cái tầng thiền sắc giới và vô sắc giới. Thì khi mà với một cái tâm còn nhiều phiền não đó, thì vị này nghĩ đến những cái thiện pháp của mình thì hoàn toàn có thể làm cái điều kiện khởi sanh cho cái tâm tham. Nhưng mà đối với cái thiện siêu thế đó thì hoàn toàn không không bao giờ như vậy. Bởi vì đối với một vị thánh nhân đó, khi mà ngài phản kháng lại cái đạo quả, cái tâm đạo á, thì bao giờ đó là ngài cũng phản kháng bằng cái tâm, nếu là vị thánh hữu học thì bao giờ cũng phản kháng bằng cái tâm thiện hợp trí hết, chứ không bao giờ là bằng cái tâm tham. Cái niết bàn và đạo quả đó, nó không phải là cái cảnh tưởng cho cái tâm bất thiện được. Do vậy mà cái thiện siêu thế đó, nó có cái đặc thù hơn là cái thiện sắc giới và vô sắc giới. Cái thiện sắc giới và cái thiện vô sắc giới, hay là cái thiện ở trong cái tâm thiền hiệp thế đó, thì cái thiện đó hoàn toàn khi mà một người chứng đạt rồi thì người đó có thể tự mãn với cái điều mình chứng đắc. Còn đối với vị thánh nhân đó, thì các ngài hoàn toàn không có tự mãn với cái sở đắc của mình. Do vậy khi mà chúng ta học về mỗi cái phần giáo lý đó, thì chúng ta càng hiểu hơn nhiều về cái pháp tánh của các vị thánh nhân. Cái việc các vị thánh nhân đó thì trước mà ở trong một cái đôi khi chúng ta thấy về cái phiền não như là một vị thánh hữu học, một vị thánh sơ quả sơ quả đó, thì các ngài chỉ có hơn phàm phu ở chỗ là các ngài diệt trừ thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ. Đôi khi chúng ta kể thì chúng ta kể như vậy, nhưng mà thật ra đó không phải chỉ có ba cái phiền não đó thôi, mà từ ba cái phiền não đó nó dẫn đến nhiều cái pháp tánh khác của các ngài. Mà cái pháp tánh đó là cái pháp tánh nếu mà kể ra đó là vô lượng, chúng ta không có kể hết được. Đại khái chúng ta chỉ có thể đơn cử như là đối với một người mà đã diệt trừ thân kiến hoài nghi mà giới cấm thủ rồi đó, thì tuy rằng cái tham của vị đó vẫn còn, cái sân của vị đó vẫn còn, nhưng mà cái tham cái sân đó nó không đủ để làm các ngài làm các cái ác hạnh nào đó mà có thể dẫn đến đọa xứ. Và cái tâm thiện của các ngài đó là một cái tâm mà Đức Phật gọi là cái tâm nó dễ sử dụng. Nó dễ sử dụng ở đây tức là khi nào mà các ngài muốn á, thì lập tức á, là các ngài khởi sanh cái tâm thiện. Do vậy đó là đối với một chúng sinh thường tịnh á, là đôi khi cả đời làm phước như vậy, nhưng mà trong cái giờ phút cận tử á, trong cái giờ phút sắp chết á, thì hoàn toàn mình có thể mình khởi lên cái bất thiện tâm. Và ngay cả khi mà mình nghĩ tưởng về tam bảo, thì nghĩ tưởng đến các cái thiện pháp khác á, tâm thiện mình nó cũng khó có thể sanh lên được. Nhưng mà đối với hội bị thánh sơ quả đó, bao giờ các ngài nghĩ về tam bảo thì lập tức đó, là cái thiện tâm nó khởi lên, mà nó khởi lên bằng cái lúc khi đó tam bảo trở thành cái cảnh tượng. Khi nào mà các ngài nghĩ về niết bàn đó, thì khi đó cái niết bàn lập tức nó là cái cảnh tượng trong một cái cảnh mà nó tác động rất là mạnh mẽ cho mình. Thì ở đây khi mà chúng ta học ở đây là chúng ta lưu ý rằng là trong các cái tâm thiện đó, thì cái tâm thiện siêu thế đó không bao giờ nó làm cái cảnh cho cái làm cái cảnh tượng cho cái tâm bất thiện được hết. Không bao giờ có cái chuyện mà một vị thánh khi mà ngài nghĩ về cái đạo quả mình đã chứng, cái tâm đạo mà mình đã chứng đắc, ngài khởi sanh lên cái tâm bất thiện được. Còn đối với các cái thiền hiệp thế đó, thì hoàn toàn có thể. Do vậy ở đây chúng ta thêm một lần nữa mình thấy rằng là cái đặc thù giữa cái tâm thiện siêu thế và các cái tâm thiện hiệp thế. Rồi cái phần kế tiếp với là chúng ta học về cái khía cạnh
thứ ba, tức là pháp thiện trợ cho pháp vô ký bằng cảnh tưởng duyên. Thì bây giờ ở đây tôi đọc cái chi pháp và các vị tự ghi cho nhanh nha. Tức là cái pháp thiện ở đây á, trợ cho cái pháp vô ký bằng cái cảnh tưởng duyên. Thì trước hết là các vị ghi cái năng duyên á, chính là cái năm tâm tứ đạo cộng với 36 sở hữu hợp là năng duyên. Năm tâm tứ đạo cộng 36 sở hữu hợp. Rồi vô ký á, đó chính là bốn tâm đại tố hợp trí cộng với 33 sở hữu hợp. Ở đây khi mà chúng ta học về cái cảnh tưởng duyên á, thì một điều lưu ý là chúng ta thấy ở trong cái phần sở duyên á, chúng ta thấy trong cái phần sở duyên ở đây tôi đang nói về cái chi pháp tổng quát á, là cái phần sở duyên á là gồm có 40 tâm siêu thế, 8 tâm tham, 8 tâm đại thiện, 4 tâm đại tố hợp trí. Thì tất cả các cái tâm này á, đều là những cái tâm làm việc động lực hết. Bởi vì chính cái tâm động lực đó, nó mới có thể nó bắt cái cảnh tưởng duyên. Thì từ đó, đó chúng ta thấy rằng là pháp thiện trợ cái pháp vô ký á, bằng cảnh tưởng duyên. Thì ở trong cái sở duyên á, trong cái sở duyên tổng quát đó, thì chúng ta chỉ có thấy là cái sở duyên tổng quát á, thì chúng ta chỉ có cái tâm mà cái tâm vô ký á, thì chỉ có cái tâm đại tố và 20 cái tâm siêu thế. Đó là cái vô ký. Nhưng mà ở đây á, là pháp thiện trợ cho cái pháp vô ký á, bằng cảnh tưởng duyên. Và chúng ta vừa ghi cái chi pháp là năm tâm tứ đạo và 44 cái tâm đại tố, 4 tâm đại tố đó là trước hết đó, là sở dĩ có cái trường hợp này đó là khi mà một vị thánh A La Hán các ngày phản kháng lại đạo quả của mình đã chứng. Và khi mà ngày phản kháng lại đó thì khi đó đó ngài đã là một vị A La Hán rồi, cho nên nó là ngài dùng cái tâm đầy tố hợp trí. Và cái tâm tứ đạo này á, là chỉ có một vị A La Hán các ngài mới biết được tâm tứ đạo. Tuy vậy đó, một người biết được tâm tứ đạo thì khi đó người đó đã là tứ quả. Cho nên các cái tâm đạo khác á, thì một người mà phản kháng lại cái tâm đạo của mình á, thì các vị đó phản kháng lại bằng cái đại thiện. Nhưng mà đối với cái tứ đạo á, thì vị đó phải phản kháng lại bằng cái tâm đại tố. Các vị nghe kịp, cái tâm đạo á, là chỉ có cái tâm tứ đạo mà cái tâm này khi mà nó khởi lên rồi, từ đó về sau là người đó tỉnh thiện, không còn sử dụng lại cái tâm thiện nữa. Và ở đây là chúng ta lưu ý là đối với cái tâm siêu thế đó, thì cái cảnh của cái tâm siêu thế đó là Niết Bàn. Niết Bàn luôn luôn là cảnh tưởng đối với cái tâm siêu thế. Và cái đạo quả đó
luôn luôn là cái cảnh tưởng của các cái tâm thiện và cái tâm tố hợp trí. Thì ở trong cái chi pháp này chúng ta thấy cũng đơn giản, chúng ta làm có năm tâm tứ đạo và bốn tâm đầy tố hợp trí trong trường hợp bị A-la-hán phản kháng lại cái tâm đạo. Chứ không bị đây thì chúng ta cũng không có lý gì chúng ta có hiểu. Rồi cái trường hợp thứ tư là pháp bất thiện trợ cho pháp bất thiện bằng cảnh tưởng. Thì cái pháp bất thiện trong cái chi pháp tổng quát thì chúng ta có 8 tâm tham, và cái sở duyên thì cũng là 8 tâm tham. Nên cái này thì chúng ta dễ lấy ra là lấy cái bất thiện của năng duyên và cái bất thiện của sở duyên từ chi pháp tổng quát. Và trong chi pháp tổng quát á, thì bất thiện năng duyên chỉ có 8 tâm tham, mà bất thiện sở duyên á, thì cũng chỉ có 8 tâm tham. Cho nên trong cái khía cạnh mà tam đầy thiện, pháp bất thiện trợ cho pháp bất thiện bằng cảnh tưởng duyên á, thì chúng ta cũng có cái chi pháp là 8 tâm tham làm cảnh tưởng duyên cho cái 8 tâm tham. Rồi trường hợp thứ năm là trường hợp thứ năm là pháp vô ký trợ cho pháp vô ký bằng cảnh tưởng duyên. Thật ra ở đây á, chúng ta đang học để cho các vị dễ nhớ, có những cái chi tiết mà ở trong chú giải nói thêm đó, tôi cũng không có đề cập đến ở đây. Chẳng hạn giống như là trong chú giải nó cũng giải thích rằng là tại sao trong cái trường hợp này mà cái pháp bất thiện á, nó không có trợ cho cái pháp bất thiện, nó sẽ không trợ cho cái pháp thiện bằng cảnh tưởng. Thật ra trong cái phần cảnh duyên chúng ta nhớ rằng là cái pháp bất thiện á, cái pháp bất thiện nó hoàn toàn trợ cho pháp thiện bằng cảnh duyên được. Nhưng mà khi mà cái cảnh tưởng duyên á, thì pháp bất thiện nó không làm cái cảnh tưởng duyên cho thiện. Tức là cái pháp bất thiện nó không là một cái đối tượng mãnh liệt cho cái tâm thiện khởi sanh. Thì cái đó, cái phần đó là sau này chúng ta nếu có điều kiện thì chúng ta tìm hiểu thêm, nhưng mà bây giờ thì ta đề cập nhiều quá thì các vị cũng hay rối tắm, nhất là những vị nào mà chúng ta đang học cái phần này lần đầu tiên đó. Thì cho nên cái phần này thì chúng tôi cố gắng là khái quát làm sao để cho các vị chúng ta nắm được cái ý nghĩa chung trước, rồi sau đó là nếu có cái điều kiện thì chúng ta đi vào chi tiết. Rồi cái trường hợp thứ năm là cái pháp vô ký trợ cho cái pháp vô ký bằng cảnh tưởng duyên. Thì cũng cách lấy chi pháp thì cũng tương tự giống như cái cách mà chúng ta đã làm. Tức là trong cái chi pháp tổng quát thì chúng ta lấy ra những cái pháp nào là cái pháp vô ký. Rồi thuộc về năng duyên thì chúng ta lấy cái chi pháp đó làm năng duyên. Rồi trong cái phần sở duyên thì chúng ta chọn lọc ra cái pháp vô ký nào từ cái chi pháp tổng quát mà thuộc về vô ký thì chúng ta lấy ra. Ở đây chúng ta có là pháp vô ký trợ cái pháp vô ký, thì cái pháp vô ký đó là niết bàn là pháp vô ký, năm tâm tứ quả là pháp vô ký và 36 sở hữu học. Rồi trợ cho 20 tâm quả siêu thế, 4 tâm đại tố hợp ký. Thì do vì ở đây là pháp vô ký cho nên chúng ta chỉ lấy những cái gì là pháp vô ký cho năng duyên. Rồi trợ cho pháp vô ký thì chúng ta cũng chỉ lấy những cái pháp vô ký nào thuộc về sở duyên. Và nhìn lại vào cái chi pháp của cái năng duyên này đó, thì chúng ta cũng dễ dàng thấy rằng là cái
cái niết bàn và năm tâm tứ quả đó. Niết bàn là năm tâm tứ quả đó, là đương nhiên chỉ có thể làm cái đương nhiên chỉ có thể làm cái cảnh tưởng cho bốn tâm và 20 tâm quả siêu thế và bốn cái tâm đại tố hợp ký thôi. Là bởi vì ở đây là cái pháp vô ký, đợi cho cái pháp vô ký, cho nên chúng ta không có lấy cái tâm cái tâm thiện được. Nhưng mà ở đây trong cái chi pháp tổng quát này á, các vị có thắc mắc rằng là tại sao mà cái năng duyên á, là chỉ có lấy năm tâm tứ quả mà không lấy hết 20 tâm quả của mình. Có vị học viên ở đây chúng ta có tính ra cái chỗ này được không? Bởi vì á, 20 tâm quả đó, thì 20 tâm quả siêu thế cũng là cái pháp vô ký. Nhưng mà ở đây á, lại chỉ có lấy 5 tâm tứ quả chứ không có lấy hết 20 tâm quả. Có cô Phật tử nào mà hôm trước ở đây có mấy cô học viên cũng rất giỏi ở trong lớp này, không biết này có cô gì đó, cô Hạ Nguyên, Hạ Nguyễn gì đó. Dạ cô Hạ Nguyễn. Dạ. Hạ Nguyễn. Em cũng biết thầy. Cái năm tâm tứ quả, tại vì năm tâm này là tâm của những vị A La Hán, cho nên bắt niết bàn năm cảnh. Còn 20 tâm quả là chỉ cho những cái vị mà hữu học chưa có thể kỳ quả vị A La Hán. Nhưng ở đây cái sư muốn hỏi rằng là tại sao mà trong cái năng duyên á là chỉ có lấy 5 tâm tứ quả mà không có lấy đủ 20 tâm siêu thế. 20 tâm quả siêu thế, các vị nghe kịp câu hỏi không? Bởi vì 20 tâm quả siêu thế cũng là pháp vô ký. Dạ, nhưng mà những kết quả bị kia mới ra hụt học là chưa có chứng được cái tứ quả. Ý sư muốn hỏi rằng là ở đây cái chi pháp chúng ta nó là pháp vô ký, trợ cho pháp vô ký bằng cảnh tưởng duyên á. Thì cái năng duyên á, chúng ta lấy các cái pháp vô ký, mà tại sao là trong 20 tâm quả siêu thế thì cả 20 tâm nó đều là pháp vô ký hết, mà chỉ có lấy 5 tâm tứ quả mà không có lấy các cái tâm sơ quả, nhị quả, tam quả? Dạ, con thưa sư, con xin trả lời. Dạ, mời cô. Dạ, con thưa sư, vì đây là cái câu là vô ký, trợ vô ký, do đó mình chỉ lấy năm tâm tứ quả. Vì năm tâm tứ quả thì trong cái lộ phản kháng thì đại tố tương ưng trí thì nó sẽ phản kháng lại năm tâm tứ quả. Còn với năm tâm sơ quả, nhị quả, tam quả thì lúc đó là bốn đại thụy tương ưng trí ạ. Dạ, chính xác là như vậy cô. Là do vì các cái tâm kia nó vẫn làm cái cảnh cho làm cảnh tưởng được, nhưng mà nó làm cái cảnh tưởng cho cái tâm thiện, chỉ có cái tâm tứ quả nó mới làm cái cảnh tưởng cho cái tâm đại tố được. Bởi vì chúng ta đang lấy một pháp là cái sở duyên là vô ký. Dạ, cảm ơn cô. Dạ. Thì khi mà chúng ta học về cái phần duyên này đó, thì có những cái chi pháp nó rất là dễ, nhưng mà các vị chúng ta xem sách rồi cái sách bây giờ thì các vị đều có thể tìm đọc ở bất cứ ở đâu, cũng như là trên internet vân vân đó. Thì cái quan trọng đó là làm sao khi mà mình đọc cái chi pháp đó, mình biết rằng là tại sao trong cái trường hợp đó lại không được kể, và không được kể vì lý do gì. Thì khi mà chúng ta tính ra được cái điều đó thì chúng ta nắm được cái chi pháp thôi. Như vậy chúng ta qua cái phần thứ sáu, tức là pháp vô ký trợ cho pháp thiện bằng cảnh tưởng duyên. Thì ở đây chúng ta có chi pháp năng duyên á, các vị ghi,
chi pháp năng duyên thì gồm có niết bàn 15 tâm quả, siêu thế hỗ hợp 36 sở hỗ hợp, rồi sở duyên là 20 tâm đạo, 4 tâm đại thiện hợp trí cùng với 36 sở hữu hợp trừ 2 vô lượng phần. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là nó ngược lại trên kia. Ở trên kia là pháp vô ký trợ cho pháp vô ký. Thì khi đó chi pháp thì lấy 5 tâm tứ quả trừ 15 tâm quả siêu thế hữu học. Còn riêng cái pháp vô ký mà trợ cho pháp thiện á, thì lại là lấy 15 tâm quả siêu thế hữu học trừ 5 tâm tứ quả. Thì do vì ở đây là trợ cho thiện cho nên chúng ta không có kể được vì 5 tâm tứ quả vào, bởi vì 5 tâm tứ quả chỉ có thể làm cảnh cho 4 đại tốt thôi chứ không có thể làm cảnh cho 4 đại thiện được. Con nhận ra. Thì cái phần này nhá, là làm rõ hơn cái phần trên. Các vị học viên còn lại chúng ta nắm được phần này chưa? Bởi vì cả hai cái năng duyên á, pháp vô ký trợ cho vô ký hay là vô ký trợ cho pháp thiện á, thì cái năng duyên nào nó cũng là vô ký hết. Nhưng mà do vì cái sở duyên á, một cái là vô ký, một cái là thiện, cho nên cái chi pháp nó là chúng ta tính khác nhau là vậy. Rồi cái phần thứ bảy, cái phần cuối cùng, tức là cái pháp vô ký trợ cho pháp bất thiện bằng cảnh tưởng duyên, thì năng duyên là 18 sắc rõ, 51 tâm vô ký hiệp thế trừ thân thức thọ khổ, 35 sở hữu hợp với các tâm vô ký ấy trừ 3 giới phần. Rồi bất thiện thì đương nhiên là 8 tâm tham. Thì về lý ở đây thì nó cũng không có gì khó hiểu, bởi vì thứ nhất là 18 sắc rõ, tức là những cái cảnh như là cảnh sắc tinh khí bị xúc á, là một cái cảnh, là một cái cảnh mạnh mẽ cho cái tâm bất thiện, cái đó cũng là chúng ta cũng dễ hiểu rồi. Như vậy thì ở đây á, trong cái phần cảnh tưởng duyên này á, vốn là cái phần, một phần của cảnh duyên mà được nêu bật ra để mà chúng ta, để mà chúng ta thấy rằng là đây là cái trường hợp tu tập của một vị hành giả đó, là vì đó luôn luôn kiểm soát rằng là những cái cảnh nào mà làm cái điều kiện cho cái tâm bất thiện khởi sanh, và cái cảnh nào làm cho cái tâm thiện khởi sanh, và tiếp theo đó là do vì cái tâm phàm phu mà Đức Phật gọi là cái tâm khó sử dụng. Có những khi là một cái cảnh tượng đó, đó nó ám ảnh chúng ta rất là lâu, và cái đó đó có khi nó là một cái tâm thiện và có đôi khi là cái tâm bất thiện. Và phần lớn là chúng ta bị ảnh, bị cái các cái cảnh tưởng duyên thuộc về cái bất thiện đó. Ở đây chúng ta lấy ví dụ chẳng hạn giống như là trong cái ý nghĩa và cái cảnh tưởng duyên ở đây, thì nếu ai có hỏi chúng ta rằng là mình sám hối để làm cái gì, thì nếu mà mình trả lời trong cái ý nghĩa là cái cảnh tưởng duyên á, thì chúng ta sẽ nói rằng là mình sám hối đó là mình để tránh cái cảnh tưởng duyên bất thiện. Thật ra chúng ta biết rằng là cái việc sám hối ở trong đạo Phật đó, nó không có cái nghĩa là mình làm một cái lỗi lầm nào đó mình sám hối là mình được xá tội, mình được tha thứ, mình hết tội lỗi. Mà cái việc sám hối đó nó là cái quyết tâm mà mình, thứ nhất là mình biết ra rằng đó là một cái lỗi lầm, và cái ý nghĩa thứ hai là mình quyết tâm
không có tái phạm trong tương lai. Và từ hai cái điều này đó, nó dẫn đến cái tâm lý của mình đó, là được nhẹ nhàng. Giống như trong kinh có kể rằng có một vị tỳ kheo đó mà ngày phạm một cái giới nhỏ thôi, tức là trong một lần đó là ngày đang đi ra một cái chiếc thuyền, thì khi mà chiếc thuyền nó đang trôi như vậy thì ngày tội ngày chụp ngày chụp cái bụi cỏ để ngày giữ cái chiếc ghe đó lại thì làm đứt cái bụi cỏ đó đi. Nhưng mà vị này nó là một vị người giữ giới rất là trong sạch, cho nên là chỉ một cái giới nhỏ đó thôi mà khiến vị này ai nấy, và vị này ai nấy là do vì ở trong một cái điều kiện mà chỉ có một mình, không có một vị tỳ kheo khác bên cạnh, cho nên vị này sám hối không được, khiến cho vị này ai nấy. Thì đối với những vị tu thiền đó là các ngày rất là thường xuyên sám hối để mình không có ái nái những cái lỗi lầm đó. Tức là thứ nhất là mình là người nhận ra, dám nhận ra cái lỗi của mình. Thì khi mà mình sám hối như vậy đó thì cái tâm của mình nó nghĩ rằng là mình đã phát lộ, mình đã bộc lộ cái điều đó là cho người khác. Cho nên nó là mình không cái cắn đứt hay là cái sự hối hận đó, nó được giảm. Và cái điều đó nó có giá trị về, tức là những cái lỗi lầm đó nó không có trở thành cái cảnh trưởng duyên bất thiện. Và cái cảnh trưởng duyên bất thiện đó, nó nếu mà nó xảy đến đó, ở trong một cái thời điểm cận tử đó, thì nó sẽ trở thành cái cận tử nghiệp. Giống như chúng ta nhớ cái trường hợp của bà Hoàng hậu Malika đó, thì do vì ở trong khi mà sinh thời bà có một cái lỗi lầm với vua, và cũng không may cho bà đó là ngay trong cái giờ phút cận tử đó thì cái cảnh đó nó tái hiện lại và trở thành cái cận tử nghiệp và khiến cho bà rơi vào đọa xứ. Thì cái cảnh trưởng duyên ở đây tức là những cái cảnh nào mà nó mạnh mẽ mà mỗi khi mà chúng ta nghĩ đến đó, thì lập tức đó, cái tâm thiện hoặc là cái tâm bất thiện nó khởi sanh. Và ở đây chúng ta còn một lần nữa, chúng ta còn biết thêm một cái pháp tánh của một vị thánh hữu học, đó là ở trong cái giờ phút cận tử nghiệp đó, là các ngài đó, là luôn luôn đó, là kháng khích với cái cảnh trưởng đó, chính là cái niết bàn. Và do đó đối với vị thánh sơ quả thôi, chúng ta không có nói đến nhị quả hay là tam quả, thì do đó là các ngài đó là có rất là nhiều cái đường trận không có rơi vào đọa xứ, mà trong đó đó có một cái đường trận nữa, tức là cái cận tử nghiệp của các ngài nó không bao giờ nó là cái cận tử nghiệp xấu hết, mà nó là luôn luôn là cái cảnh trưởng duyên thiện. Ở trong chú giải nói rằng là khi mà vua Bimbisara, vua Bình Sa Vương á, lúc mà ông ở trong ngục thất á, ông bị người con của mình là thái tử A-cha-đa-sa-tốt-a-sa-thế mà giam ông trong ngục á. Và trong những cái ngày cuối cùng mà vua A-sa-thế cắt cái gót chân của cha mình rồi sát muối vào đó đốt nóng như vậy đó, trong lúc mà vua mà đau đớn tột cùng đó, thì khi đó là các vị đi bên Ấn Độ, các vị thấy rằng là ở trong cái chỗ cái ngục thất mà giam vua Bình Sa Vương á, thì phía trên cao cao, phía trên một cái ngọn núi thấp thấp từng đó đó, thì đó là cái nơi ở của Đức Phật và Chư Tăng. Cho nên trong kinh nói rằng là khi mà ông ở trong ngục thất, ông nhìn ra ngoài, ông thấy cái hình ảnh của Đức Phật đi kinh hành lên đó. Và lúc đó là trong khi mà đau đớn mãnh liệt như vậy đó, mà ông nhìn Đức Phật đó, ông cũng khởi được cái thiện tâm. Mà đối với một người thường chúng ta khởi không nổi cái pháp tánh đặc biệt của một vị thần tu học. Và trong một bất luận dù cho cái một cái tai nạn ập đến các ngài, trong cái lúc mà các ngài khổ cùng cực đó, thì lập tức đó, cái cảnh niết bàn
nó xuất hiện trong cái tâm trí của vị đó, bởi vì đối với vị thánh là cái niết bàn là cảnh tượng. Mà gọi là cái cảnh tượng ở đây tức là mỗi khi mà chúng ta nhớ đến nó, thì lập tức là nếu là cái gọi là cái cảnh tượng thiện, tức là cái cảnh đó mỗi khi mà chúng ta nhớ nó lập tức là chúng ta khởi lên cái thiện tâm. Còn cái cảnh tượng bất thiện tức là cái cảnh nào mà chúng ta mỗi lần chúng ta nhớ đến là nó khởi lên cái bất thiện, thì nó gọi là cái cảnh tượng, cái cảnh tượng bất thiện. Do vậy mà các ngài mới trong cái cảnh duyên, các ngài mới cắt ra một cái phần gọi là cái cảnh tưởng duyên để mà kể ra một cái duyên riêng, nhằm nêu bật là khi mà tới những cái cảnh mà nó ảnh hưởng cái đời sống tu tập của mình. Là có những người đó là họ tu thiền không được, là họ bị một cái cảnh tưởng duyên bất thiện, tức là họ không có tập trung được. Và chúng ta quen gọi là một khi mà trước khi tu thiền mình phải dọn tâm trong sạch. Chúng ta hay nói dọn tâm mà mình nói cho vui vậy thôi, chứ mình cũng không biết dọn sao. Thì chúng ta học ở trong cái phần cảnh tưởng duyên là mình dọn tất cả những cái ám ảnh phiền não. Rồi, còn nếu mà có những cái việc nào mà nó cái ám ảnh mình mà nó là cái cảnh tưởng duyên của mình rồi, là mình không có tập trung được. Ví dụ giống như là trong gia đình chúng ta có một cái việc nào đó mà mình phải lo lắng, thì thật ra trong khi đó nó mình không có tu thiền được, là bởi vì chúng ta đang có một cái cảnh tưởng duyên bất thiện. Như vậy thì một trong những cái công việc mà chúng ta phải dọn dẹp đó, thì trong đó là chúng ta phải dọn dẹp cái cảnh tưởng duyên bất thiện. Trở lại cái cảnh tưởng duyên bất thiện tức là cái cảnh nào mà khi mà mình nhớ đến nó thì lập tức cái tâm bất thiện sanh, thì cái đó gọi là một cái cảnh tưởng duyên bất thiện. Và nếu một người nào mà khi mà chúng ta có một cái cảnh tưởng duyên thiện, tức là cái cảnh nó đủ mạnh đến mức độ là trong cái trường hợp nào á, chúng ta lấy ra thì chúng ta cũng đều có cái tâm thiện hết. Thì nếu trong cái đời sống tu tập người nào mà có cái cảnh tưởng duyên thiện á, thì thật sự là người đó giống như là có cái bảo vật. Đang ngồi trên máy bay mà nó có những cái nơi không khí loãng mà đột ngột nó rơi xuống, mà vẫn có được cái cảnh tưởng duyên thiện, tức là nhớ cái thiện pháp là lập tức khởi tâm thiện, thì cái đời sống tinh thần của người đó cũng như là cái sanh hút của người đó rất là an toàn. Còn mà người thường thông thường mà chúng ta không có được cái cảnh tưởng duyên thiện, là lúc mà mình niệm Phật bao nhiêu đi nữa mình cũng sợ. Nếu mà chúng ta không có được giống như là vô bình sa vương, thì trong lúc mà đau đớn đó, Đức Phật có Đức Phật kế bên cũng không có nổi. Có đôi khi bản thân tôi đôi khi ở trong những cái tình huống mà mình nghĩ rằng là trong cái tình huống này mình rất là khó có thể thiện tâm. Chẳng hạn giống như tôi lúc mình bệnh, mình phải đi chụp hình, người ta đưa mình vào những cái máy mà nó giống như là cái một cái thùng như vậy. Lúc đó là mình sống ở trong một cái không gian rất là chật chội, rất là chật chội, và trong khi đó là có những cái tiếng động mà cái máy nó vận hành đó. Rồi mình nằm đó mình tưởng tượng, mình giả sử giống như là trong nửa tiếng đồng hồ đó mà giả sử như là cúp điện hay là máy móc nó trục trặc, rồi nhân viên mà theo dõi họ, tại vì mình nằm cũng rất là lâu, chẳng hạn giống như mình chụp hình đó khi khoảng nửa giờ đồng hồ, thì lúc đó họ thấy lâu quá, họ đi họ làm cái công việc gì đó ở đó, là mình không biết phải làm sao. Thì trong khi mà mình nằm mà mình nội mình viên mà mình sợ hãi như vậy đó, rồi cái mình thử mình tưởng tượng về ân đức Tam Bảo, thì mình thử coi mình có khởi tâm thiện nổi không, mình thấy không có khởi nổi. Đó là một cái chuyện mà mình nói là nhỏ nhỏ thôi đó, chứ chưa kể là chúng ta ở trong những cái cảnh tượng mà hãi hùng, chẳng hạn giống như là mình đang ở giữa một cái căn nhà mà đang có hỏa hoạn, lửa cháy xung quanh, thì cái tâm mình nó hoảng hốt tới nào. Thì trở lại là chúng ta học cái diệu pháp hay học bất cứ cái điều nào đó mà cũng chỉ để nhằm là chúng ta càng lúc rồi chúng ta hiểu hơn về cái con đường tu tập. Thì cái phần cảnh tưởng duyên này thật ra thì nó dễ là chẳng qua là một phần của cái cảnh duyên thôi, nhưng mà chúng ta học viên chúng ta học mở rộng thêm là học như vậy. Rồi chúng ta kết thúc buổi học ở đây, chúc các vị ăn vui. Dạ, được.
Dạ, sa tu. Các đạo hữu thân tâm lúc nào cũng được an lạc. Vậy chờ là không biết có bị nào có câu hỏi nào không ạ? Dạ, chứ không có câu hỏi. Dạ. Cái tâm tham, cái cảnh trưởng của tâm tham là tham tạng trí ngã mạng cảnh trưởng kinh tạng thầy. Dạ. Cái cảnh trưởng của tâm tham tức là tham tạng trí ngã mạng cảnh trưởng kinh tạng thầy. Dạ không. Cái cảnh trưởng của tâm tham tức là cái cảnh nào mà nó làm cái đối tượng mãnh liệt cho cái tâm tham thì cái đó là cái cảnh trưởng, hay nói cách khác là cái cảnh nào mà mỗi khi mình nghĩ đến nó thì lập tức là mình tham. Nhưng mà trong tham có cả kiến chứ cả mạng ngã mạng, nhưng mà trong vị là có đủ, có khi là có nó có đủ cái chi pháp, có đủ tám tâm tham mà. Nhưng mà cái cảnh trưởng cái tâm tham ở đây ví dụ giống như là buổi chiều hay hay lúc nào đó mình đang đói bụng, rồi khi đó mình đi ngang những cái nơi bán thức ăn mà có cái nơi mà cái mùi vị của nó rất là hợp cái khẩu vị của mình, thì khi đó lập tức mình nghe mùi đó mình khởi cái tâm tham, bởi vì cái cảnh đó nó quá mạnh, tức là mình vừa ngửi thấy cái mùi đó lập tức mình khởi tâm tham. Như vậy đó là khi đó cái tô phở đó, cái tô hủ tiếu đó, nó trở thành cái cảnh tưởng cho cái tâm tham. Còn cái tâm tham đó là tùy theo mỗi người, có khi là có hợp tà, có khi là ly tà, vân vân. Nhưng mà trở lại cái cảnh tưởng là một cái cảnh mạnh mẽ, mà khi mà cái cảnh đó hiện khởi trong tâm mình lập tức là nó tác động cho cái bất thiện đó. Ví dụ giống như là những người mà họ đang có cái tình cảm, họ nhớ đến cái người mà mình thương đó, thì lập tức đó là họ khởi lên tâm tham. Như vậy khi đó nó là trong cái tâm trí của họ đang có một cái cảnh tưởng duyên bất thiện. Dạ. Dạ rồi, không biết vị nào còn câu hỏi nào nữa không? Có thời gian. Ta sẽ kết thúc lớp học tối hôm nay tại đây. Chúng con kính tri ân sư. Dạ. Kính trọng đại sư cả. Phan Hiên. Y đăng lô nhà thi năng hô tu sục thi ta hôn tu nhà ta yô. Y đăng mê bùi nhăng ni pa na sa bai cha yô hô tu. Sa tu sa tu sa tu sa tu. Chào các bạn. Sa tu sa tu. Yeah.